con này thôi mà cháu. Không, con cho nó ăn nhiều gà của bác lắm rồi. Con này con cho cháu. Bác không cho đâu. Con này.
quay nữa. Đây tôi chạy cả lên đây này, đúng rồi. Một cả đến giờ nhỉ? Đây, cá ở cuối này.
cả cho con. Gấp mấy thằng mày thằng cha này. Ít nhất còn mà tí nữa đấy. Ném một lần rồi ném nắm đấy. Ông không ném rồi thôi. Đây. Chắc rồi những nhựa này vào tay. Ừ, chắc nhựa nó rơi vào tay. Thôi nhá, hết rồi thôi nhá. Thôi thôi là sao đây? Mạnh đây nhá, nó mất tay. Còn chưa lại đây. Nhắn gì cho mất đấy. Rồi em. Trong đây mấy cậu gà chứ kìa, kìa gì nữa. Nhẹ nhẹ đầu tay. Nhẹ. Mất tao không nữa đâu. Con cá thằng nó mất. Có lẽ giúp buồn nặng. Đó thùng nó mất. Cái này chứ chị cũng không phải là không phải chột. Úi giời ơi. Mất mẹ thế nào rồi. Một nắng cả rồi vẫn còn em tiếp. Úi giời. Mở chậu ra chỗ kia. Đàn nào bắt được. Hả? Bắt bé bé tí để đến chịu hết được lắm tôm ấy, lần này nhiều tôm ấy nhỉ. Nhiều tôm thật. Chứ con nhà mày khôn chứ. Đây con đợi cho anh. Sao lại lại
Đây nha con nữa nha.
hỏi thăm tí nào. Có gì không cháu? Cháu hỏi thăm tí, con chó về mai. Con ở nhà bác đây. Bác cho cháu vào xem này. Nói cho mình à? Cháu bị mất. Có hỏi con này không? Đúng rồi, con này con được đây. Đúng con chó này chó nhà mình à? Con này từ hôm nọ nó xuống đây nó ăn mất nhiều gà của bác lắm rồi. Thôi cho cháu xin thôi. Không, nó ăn còn nhiều gà của bác lắm rồi. Thôi cho cháu xin. Nhá. Thôi con này nếu mà cháu muốn lấy cháu phải trả cho bác 1,5 triệu con này. Thôi cho cháu xin. Không được đâu cháu ơi. Con này nếu mà cho đâu. Con này chó của cháu. Không, nó xuống nó ăn nhiều gà của bác lắm rồi. Con này con chó của cháu. Bác không cho đâu. Con này chó của cháu mà. Bác không cho mà. Bác nhốt đây này không thẳng. Cháu cứ đưa tiền chuộc này bác cho. Con này nó ăn gà của bác rồi. Nếu mà cháu không đưa cho bác 1,5 triệu bác không cho đâu. Không thì cháu đi về đi. Không được con này. Không được đâu. Nếu mà cháu không nghe bác là bác đánh đấy. Cháu phải đưa cho bác 1,5 triệu bác mới cho con chó này.
Gầu Hưng Yên. Ai bánh gầy đi, bánh gầy đặc sản làng Gầu Hưng Yên. Không Hương ơi, tham qua không đi nhỉ? Thank you.
chuyện con chó không nọ. Con chó đây bác bán này mà, bác thì bác chó đấy không nọ, nó ăn gà của bác nhiều quá, bác tức bác bán nó rồi. Thì bây giờ là tình hình là hôm nay bác lên là nói chuyện với cháu là tình hình là thôi thì bây giờ hôm nọ bác bán rồi thì hôm nay thôi thì bác lên bác giả lại bằng tiền thôi. Nếu mà cháu đồng ý thì bác gửi lại. Tình hình là đấy, hôm nay bác lên là nói chuyện với cháu là thôi, cái chỗ tình cảm bà con hàng xóm thì thôi, hôm nọ bác bán mất rồi, thì là hôm nay bác giả lại đồng tiền. Thôi thì hôm nọ bác nóng tính một tí thì thôi, bác cháu mình thông cảm. Đấy, thì hôm nay đây bác bán được tiền đây, bác giả lại cho cháu. Thế thì thôi cháu thế thôi. Thôi, chỗ ấy coi như không có gì tình cảm bác cháu, không phải lấy lại. Thôi thì vì con chó lại mất tình cảm bà con hàng xóm, nha. Bác đi về đây.